Bị sốt xuất huyết nhưng bác sĩ kê thực phẩm chức năng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng. Một người ở Thành phố Hồ Chí Minh đi khám vì bị sốt xuất huyết, đơn thuốc được bác sĩ kê có một loại thực phẩm chức năng và ba loại thuốc không liên quan đến bệnh sốt xuất huyết. Chiều ngày 8 tháng 11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phản hồi thông tin liên quan đến việc bác sĩ kê đơn thực phẩm chức năng cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Theo đó, khi đọc được phản ánh về đơn thuốc nói trên, Sở Y tế đã yêu cầu các phòng chức năng tìm hiểu ngay để kịp thời chấn chỉnh. Cơ quan này khẳng định đơn thuốc sai về cả hai phương diện, bao gồm kê đơn không đúng quy định, thực phẩm chức năng không được kê trên đơn thuốc, thứ hai là chỉ định không đúng hướng dẫn điều trị sốt xuất huyết của Bộ Y tế. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định đơn thuốc đã được kê cách nay 1 năm 6 ngày, sự việc cũng đã được xử lý hơn 1 năm trước. Cơ sở y tế xảy ra sự việc không phải đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sở này đã trao đổi với lãnh đạo bệnh viện để phối hợp tốt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, cụ thể là công tác thu dung điều trị người bệnh sốt xuất huyết. Đại diện Sở Y tế thành phố cho hay, phản ánh này còn được bệnh viện nghiêm túc chấn chỉnh. Trước đó, một người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đến một bệnh viện ở quận Gò Vấp khám vì bị sốt xuất huyết. Tuy nhiên, đơn bác sĩ kê không có thuốc nào liên quan đến bệnh này, giá trị số thuốc khoảng 2 triệu đồng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.